Thưa quý vị, tuổi Mậu Thân, năm Mạng là người sống tử tế và biết cách quan tâm, thấu hiểu lòng người. Vì vậy mà được nhiều người xung quanh quý mến, gặp khó khăn thì luôn được quý nhân phù trợ. Trong năm 2022, vận mệnh của nam giới sinh năm 1968 có thể gặp biến động bởi sự chi phối của sao La Hầu và hạn Tam Kheo. Để tìm hiểu chi tiết tử vi sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và tài lộc của tuổi Mậu Thân vào năm Nhâm Dần sẽ diễn biến ra sao, mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi bài phân tích chi tiết ngay sau đây. Tử vi tuổi Mậu Thân năm 2022, năm Mạng, sinh năm 1968, tuổi âm lịch 55 tuổi, sao chiếu mệnh La Hầu, cẩn thận tổn hao tiền của, vướng phải thị phi. Mệnh: Đại Trạch Thổ, thổ sinh kim, tốt. Địa chi tuổi: Tuổi Thân lục xung với tuổi Dần, không quá tốt. Thiên can tuổi: Mậu gặp năm Nhâm tương khắc, không quá tốt. Tuổi Mậu Thân năm Mạng là người sống tử tế, biết cách quan tâm thấu hiểu lòng người. Vì vậy được nhiều người xung quanh quý mến, gặp khó khăn sẽ được quý nhân phù trợ. Năm 2022, vận mệnh của nam giới sinh năm 1968 có thể gặp biến động bởi sự chi phối của sao La Hầu và hạn Tam Kheo. Để tìm hiểu chi tiết tử vi sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và tài lộc của tuổi Mậu Thân vào năm Nhâm Dần sẽ diễn biến ra sao, mời quý vị theo dõi bài phân tích ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Thân năm 2022, nam Mạng. Những người sinh năm 1968 thuộc tuổi Mậu Thân có ngũ hành nạp âm bản mệnh là Đại Trạch Thổ, tức là đất nền nhà. Trong bát trạch phong thủy, nam mệnh tuổi này thuộc cung Khôn, một trong những phi cung của Tây Tứ Mệnh. Vào năm 2022, Mậu Thân sinh năm 1968, bước sang tuổi 55 tính cả tuổi Mộ. Bên cạnh đó, để suy đoán được bản mệnh của nam tuổi Mậu Thân trong năm Nhâm Dần sẽ xoay chuyển như thế nào, còn cần phải xem xét mối quan hệ giữa ngũ hành nạp âm, thiên can và địa chi của năm đó với năm tuổi của đương số là năm Mậu Thân. Theo âm lịch, năm 2022 có ngũ hành bản mệnh kim bạch kim, tức vàng pha bạc. Trong mối quan hệ ngũ hành, hành mệnh thổ của Mậu Thân có tính tương sinh với hành kim của năm Nhâm Dần. Xét theo thiên can, Mậu thuộc thổ tương khắc với Nhâm thuộc thủy. Xét theo địa chi, Thân nằm trong mối quan hệ lục xung với tuổi Dần. Có thể thấy rằng bản mệnh của nam giới tuổi Mậu Thân trong năm Nhâm Dần tương sinh về ngũ hành. Nhưng can chi xung khắc, bước vào tuổi trung niên, cuộc sống hanh thông suôn sẻ, thời trẻ sống nhân nghĩa nên được nhiều người quý mến. Đầu năm, bản mệnh có thể sẽ phải trải qua một số biến động trong công việc, tuy nhiên lại nhanh chóng thuận lợi vượt qua nhờ có mối quan hệ rộng, quý nhân tương trợ đắc lực. Bên cạnh đó, người nam tuổi Mậu Thân nên chú ý quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, tính toán kỹ lưỡng những dự tính quan trọng sẽ giúp cho sự nghiệp ngày càng thêm phát triển mạnh mẽ. Nhìn chung trong năm 2022, sự nghiệp và cuộc sống của nam tuổi Mậu Thân không gặp nhiều thay đổi, tài vận ổn định, công việc làm ăn thịnh vượng, gia đạo sung túc an niên. Điều quan trọng chính là bản mệnh nên cân nhắc giữ gìn sức khỏe trong năm này. Vậy nên trong năm nay, những gia chủ tuổi Mậu Thân cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải vận hạn xung khắc. Đây chính là pháp khí phong thủy hàng đầu chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm. Mang theo kim bài thái tuế bên mình sẽ được quý thần tương trợ, giúp đỡ khiến cho mọi việc hanh thông, thuận lợi, từ đó tài lộc sẽ ùn ùn kéo về. Luận giải tử vi năm 2022 tuổi Mậu Thân trên các phương diện. Công việc, sự nghiệp. Trong năm Nhâm Dần, sự nghiệp của tuổi Mậu Thân năm Mạng có thể chia làm hai giai đoạn chính. Thời điểm từ đầu đến giữa năm, công việc ở mức ổn định nhưng chưa có nhiều bước tiến triển nổi bật, nên tập trung vào nỗ lực nhiều hơn để đạt được hiệu quả cao trong công việc. Đồng thời, sức khỏe của bản mệnh đầu năm không quá tốt nên chú ý cân bằng giữa sự nghiệp và thể trạng để công việc đạt được hiệu quả tốt nhất. Mậu Thân năm Mạng vốn sẵn bản tính lương thiện, đầu óc lại nhanh nhạy hoạt bát nên không bao giờ nản lòng dù gặp khó khăn thử thách. Vì vậy mà công việc ít khi lâm vào trạng thái chậm trễ, đình trệ, luôn được hoàn thành một cách tốt nhất. Giai đoạn từ giữa đến cuối năm có thể có nhiều bận rộn với những dự án mới, tài vận dồi dào, suôn sẻ. Tuy nhiên, có thể bản mệnh phải tiêu tốn nhiều tiền của cho những dự tính quan trọng, cần bàn bạc kỹ lưỡng với gia đình trước khi mà đưa ra quyết định. Ở tuổi 55, bản mệnh có thể có tin vui về việc thăng quan tiến chức trong sự nghiệp, nhiều cơ hội và mối quan hệ rộng mở, đường công danh sáng lạn, tích nhiều phước đức thì tính tâm tốt đẹp truyền đến con cháu đời sau. Tình duyên,
chuyện tình cảm của nam giới tuổi Mậu Thân trong năm 2022 không có nhiều biến động. Cuộc sống vợ chồng hòa thuận, êm ấm, người chồng thông minh, biết nhìn xa trông rộng, người vợ ngoan hiền, ăn nói nhẹ nhàng. Gia đạo ít khi xảy ra xung khắc bất hòa, nhất là trong năm 2022. Tuy nhiên, vấn đề tài chính trong gia đình đôi khi khiến cho vợ chồng gặp chuyện lo nghĩ phiền muộn, bản mệnh nên lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người thân trong gia đình trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Năm Nhâm Dần đối với nam Mậu Thân còn độc thân chính là thời điểm tìm tri kỷ cho cuộc đời mình. Đừng nên quá chú trọng sự nghiệp mà bỏ quên hạnh phúc cá nhân, chủ động tìm hiểu và mở lòng. Sự chân thành sẽ giúp quý bạn tìm được người bạn đời như ý, chung sống hạnh phúc đến cuối đời. Tài lộc, đường tài vận của nam tuổi Nhâm Thân trong năm 2022 có lúc thăng cũng có lúc trầm. Thời điểm đầu năm, bản mệnh có thể sẽ phải hao tốn một số tiền khá lớn để đầu tư cho dự án quan trọng. Cần phấn đấu và quyết tâm hoàn thành mục tiêu thì mới có khả năng thu lại cả vốn lẫn lời. Thời điểm cuối năm, tài chính phát triển mạnh mẽ, các dự án lần lượt thu được lợi nhuận. Có thể nói đây là khoảng thời gian thịnh vượng nhất của bản mệnh trong năm 2022. Tuy nhiên, gia đạo vẫn nên lập kế hoạch chi tiêu hợp lý bởi sẽ còn có thể đầu tư cho nhiều dự án mới trong tương lai. Bên cạnh đó, để tăng cường tài lộc và sự nghiệp, những gia chủ tuổi Mậu Thân cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí, minh quang, pháp bảo. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật, sử dụng lục tự đại minh chú và thần chú bát nhã tâm kinh để tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, hóa giải tà ma, ám khí đeo bám. Khi mang theo minh quang pháp bảo bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho vận trình tài lộc và sự nghiệp được hanh thông thuận lợi. Sức khỏe. Nhìn chung, sức khỏe của nam giới tuổi Mậu Thân trong năm 2022 có phần kém hơn so với năm trước. Nếu làm việc quá sức có thể sẽ tái phát lại các bệnh lý cũ hoặc gặp phải một số bệnh về đường tiêu hóa. Bản mệnh cần phải học cách cân bằng giữa công việc và chế độ ăn uống khoa học, nghỉ ngơi hợp lý. Bên cạnh đó, thường xuyên nâng cao thể lực bằng cách luyện tập thể thao là điều vô cùng thiết yếu. Luôn giữ tâm trạng vui vẻ và tinh thần lạc quan để tránh gia tăng căng thẳng áp lực trong công việc. Xem sao hạn của tuổi Mậu Thân nam mạng trong năm 2022. Sau đây là những sao có ảnh hưởng lớn tới vận mệnh của tuổi Mậu Thân nam mạng trong năm 2022. 1. Sao chiếu mệnh. Sao La Hầu chính là sao chiếu mệnh của nam tuổi Mậu Thân trong năm 2022. Đây là một trong những hung tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người này bị sao chiếu mệnh có thể ảnh hưởng đến công việc, đặc biệt là sức khỏe. Những người bị sao La Hầu chiếu mệnh nên chú ý bồi bổ sức khỏe nhiều hơn, học cách cân bằng giữa tinh thần và thể trạng trong cuộc sống. Bởi áp lực ngoài công việc và một số điều tiếng không hay có thể gây phiền muộn âu lo cho bản mệnh trong năm mới này. Bên cạnh đó, người nam tuổi Mậu Thân sẽ bị sao này chiếu mệnh thì vô cớ vướng phải những thị phi không đáng có, gặp một số chuyện phải tổn hao tiền của, đặc biệt nếu không cẩn thận sẽ dễ gặp phải bệnh lý liên quan đến máu huyết hoặc tai mắt. Tuy nhiên, nếu người nam tuổi Mậu Thân có vợ đang mang thai, bị sao La Hầu chiếu mệnh thì gia đình lại được hưởng phúc khí, người vợ sinh nở, mẹ tròn, con vuông, bình an, vô sự. Người chồng cũng vì thế mà gặp nhiều may mắn thịnh vượng trong công việc làm ăn. 2. Hạn tuổi. Những người nam tuổi Mậu Thân có thể bị chi phối bởi hạn tam kheo trong năm Nhâm Dần. Không nên căng thẳng quá độ trong công việc, sẽ dễ mắc các bệnh về chân tay, tai mắt. Ở độ tuổi trung niên không nên lo nghĩ phiền muộn và từ đó thì sẽ dễ mắc các bệnh liên quan đến máu huyết, tâm tính nóng vội, dễ cáu gắt, có thể dẫn đến nhiều thị phi với đồng nghiệp. Bản mệnh nên giữ cho tâm yên bình, tĩnh lặng, mọi sự ắt có an bài, không nên quá âu lo mà làm tổn hại bản thân, dành nhiều thời gian chia sẻ và thư giãn, tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình. Hóa giải sao hạn. Vận hạn trong phong thủy luôn có cách xoay chuyển và hóa giải theo tự nhiên. Điều quan trọng nhất để nhanh chóng vượt qua hạn tam kheo chính là chú ý giữ gìn sức khỏe thật tốt, học cách cân bằng giữa công việc và thể trạng. Tận dụng khoảng thời gian dành để rèn luyện thể lực, luôn lạc quan và suy nghĩ tích cực trong mọi hoàn cảnh, không hơn thua tranh giành, giữ tâm rộng lượng, hòa nhã với mọi người xung quanh. Đồng thời, các bậc thầy phong thủy cũng khuyên gia chủ cần phải luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy, đó chính là một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để hóa giải. Mang theo vòng tay bên mình để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp vợ chồng hòa hợp, gia đạo hòa hợp, tăng cường sức khỏe và tài lộc cho gia chủ tuổi Mậu Thân.
Luận tử vi tuổi Mậu Thân năm 2022 năm mạng theo tháng. Theo tử vi chọn đời, năm tuổi Mậu Thân trong năm 2022 này sẽ có nhiều cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, cuộc sống, cụ thể diễn biến như sau. Tháng 1 có thể gặp một vài khó khăn trong công việc, cần phải cố gắng và phấn đấu nhiều hơn, tập trung hoàn thành mục tiêu trước mắt. Tháng 2 được quý nhân giúp đỡ vượt qua khó khăn, mọi sự hanh thông, suôn sẻ. Tháng 3, căng thẳng trong công việc khiến cho tính tình nóng nảy dễ gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, vướng phải thị phi, điều tiếng. Tháng 4, gặp nhiều may mắn, tài vận ổn định, nhận được nhiều dự án mới. Tháng 5, kết giao được nhiều bạn bè mới, tinh thần thoải mái, nhiều cơ hội rộng mở. Tháng 6, được đối tác giới thiệu nhiều mối làm ăn uy tín, công việc thịnh vượng, trôi chảy. Tháng 7, gia đạo gặp vận may, con cái có chuyện vui trong học tập hoặc công việc. Tháng 8, tài vận dồi dào, tuy nhiên gia đạo có thể có việc cần hao tốn nhiều tiền của nên lập kế hoạch chi tiêu hợp lý. Tháng 9, công việc làm ăn thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, bản mệnh có thể gặp một vài vấn đề về sức khỏe, chú ý dinh dưỡng và nghỉ ngơi nhiều hơn. Tháng 10, gia đạo gặp bất hòa, tuy nhiên nhanh chóng được hóa giải nên dành nhiều thời gian quan tâm đến vợ con nhiều hơn. Tháng 11, sự nghiệp gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng. Tháng 12, cuộc sống an nhàn, yên vui, hạnh phúc bên gia đình, công việc ổn định, địa vị vững chắc, tài chính vững vàng. Đối với nam tuổi Mậu Thân trong năm 2022 Nhâm Dần, cuộc đời sẽ có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Ở tuổi 55, bản mệnh nên dành nhiều thời gian bên gia đình, chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, cuộc sống tuổi trung niên an yên và tràn đầy niềm vui. Hy vọng chúng tôi đã mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích. Thưa quý vị, đối với nam giới tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm 2022 Nhâm Dần thì cuộc đời sẽ có nhiều trải nghiệm, khoảnh khắc đáng nhớ. Ở tuổi 55 thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian bên gia đình và chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn. Cuộc sống tuổi trung niên an yên và tràn đầy niềm vui. Thưa quý vị, hy vọng rằng những chia sẻ mà Phong Thủy Gia Cát vừa mới gửi đến quý vị thì sẽ cung cấp cho quý vị được những thông tin hữu ích về vận trình số mệnh của mình trong năm mới 2022 Nhâm Dần. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại!